Chào mừng các em đến với giờ học âm nhạc lớp 3. Hôm nay chúng ta sẽ học tiết 23, giới thiệu một số hình nốt nhạc, kể chuyện Du Bá Nha, Trung Tử Kỳ. Chúng ta đi vào hoạt động thứ nhất của bài học ngày hôm nay, đó là giới thiệu một số hình nốt nhạc. Các em ạ, để ghi lại độ dài ngắn của âm thanh, các nhạc sĩ đã phải sử dụng đến ký hiệu âm nhạc. Và hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em biết một số hình nốt và dấu lặng nhé. Hình nốt thứ nhất đó là hình nốt trắng, có độ ngân dài bằng 2 phách, tương ứng với 2 hình nốt đen. Hình nốt thứ hai đó là hình nốt đen, có độ ngân dài bằng 1 phách, tương ứng với 2 hình nốt móc đơn. Hình nốt thứ ba đó là hình nốt móc đơn, có độ ngân dài bằng nửa phách, tương ứng với 2 hình nốt móc kép. Hình nốt thứ tư đó là hình nốt móc kép, có độ ngân dài bằng 1/4 phách. Như vậy, các em vừa được nghe giới thiệu về 4 hình nốt. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu chúng ta về 2 dấu lặng, đó là dấu lặng đen và dấu lặng đơn. Dấu lặng đen thể hiện sự ngưng nghỉ lấy hơi một phách. Dấu lặng đơn thể hiện sự ngưng nghỉ lấy hơi nửa phách. Và bây giờ cô mời các em chúng ta cùng đọc lại tên 4 hình nốt và 2 dấu lặng nào. Đến với hoạt động 2, cô sẽ hướng dẫn các em biết viết các hình nốt và dấu lặng. Các em ạ, để viết được các hình nốt nhạc thì các em phải nắm được các bộ phận của một hình nốt. Trong một hình nốt bao gồm tối đa sẽ có 3 bộ phận, đó là phần đầu nốt nhạc, phần thân nốt nhạc và phần đuôi nốt nhạc. Như trong hình nốt trắng thì chỉ cần 2 bộ phận, phần đầu nốt nhạc và phần thân nốt nhạc. Vậy để viết được nốt trắng thì trước tiên các em hãy viết đầu nốt nhạc trước, đó là một hình bầu dục được để trống hay để trắng ở giữa. Tiếp theo, chúng ta viết thân nốt nhạc là một đường thẳng được vẽ phía bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Như vậy là các em hoàn thành xong hình nốt trắng. Tương tự như vậy, để viết hình nốt đen thì trước tiên các em hãy viết đầu nốt nhạc trước, đó là một hình bầu dục được tô đen ở giữa. Tiếp theo chúng ta viết thân nốt nhạc là một đường thẳng được vẽ phía bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Như vậy là các em hoàn thành xong hình nốt đen đó. Các em hãy quan sát hình nốt móc đơn. Hình nốt móc đơn bao gồm có 3 bộ phận, đó là phần đầu nốt nhạc, phần thân nốt nhạc và phần đuôi nốt nhạc. Vậy để viết được hình nốt móc đơn, trước tiên hãy viết đầu nốt nhạc, đó là viết một hình bầu dục được tô đen ở giữa. Sau đó viết thân nốt nhạc là một đường thẳng được vẽ phía bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Và sau cùng các em viết đuôi nốt nhạc là một nét uốn lượn được vẽ ở phía trên bên phải đầu nốt nhạc. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong hình nốt móc đơn. Tương tự như vậy, để viết được hình nốt móc kép thì trước tiên chúng ta hãy viết đầu nốt nhạc. Đó là viết một hình bầu dục được tô đen ở giữa. Sau đó viết thân nốt nhạc là một đường thẳng được vẽ phía bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Sau cùng các em viết đuôi nốt nhạc là hai nét uốn lượn được vẽ ở phía trên bên phải đầu nốt nhạc.
Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong hình nốt móc kép. Hãy quan sát dấu lặn đen. Để viết được dấu lặn đen, các em cần lưu ý. Phía trên chúng ta viết giống hình vết cắt. Phía dưới chúng ta viết giống hình một nét móc. Như vậy chúng ta hoàn thành dấu lặn đen. Để viết được dấu lặn đơn, chúng ta viết gần giống hình số 7. Các em cần lưu ý, bốn hình nốt hôm nay cô giới thiệu đều có thân nốt, đuôi nốt viết ở phía trên bên phải đầu nốt nhạc, theo hướng đi lên. Và cô sẽ giới thiệu thêm cho các em vào buổi học khác. Cách viết các hình nốt đó có thân nốt nhạc, có đuôi nốt nhạc, nhưng theo hướng quay xuống nha. Chúng ta đến với hoạt động 3, cũng là hoạt động cuối cùng. Các em sẽ nghe kể câu chuyện Du Bá Nha, Trung Tự Kỳ. Đây là một câu chuyện cổ của Trung Quốc, nói về tình bạn rất là đẹp. Nhân vật thứ nhất là Du Bá Nha, một vị quan trong triều đình biết chơi đàn rất giỏi. Nhân vật thứ hai là Trung Tự Kỳ, một người tiều phu nhưng lại say mê và rất am hiểu về âm nhạc. Nhân vật tiếp theo là Bác Tiều Phu và Bác Huyền Chay. Câu chuyện bắt đầu. Du Bá Nha làm quan trong triều đình nước Tấn thời Xuân Thu, là một người chơi đàn nổi tiếng. Một lần, ông đi sứ đến nước Sở. Khi qua Mã Am Sơn, xúc cảm trước cảnh đẹp hai bên bờ Trường Giang, liền dạo một bản đàn. Chơi bỗng nhiên dây đàn đứt, ông biết rằng có người nghe trộm. Ngày xưa người ta coi âm nhạc là cái gì đó có vẻ rất thần bí, nào là phải gảy đàn, phải tắm gội, phải ăn chay, thắp hương yên tĩnh trước khi chơi đàn, nào là khi chơi đàn thì được thưởng thức một mình, nếu có người khác nghe trộm thì dây đàn sẽ đứt. Điều đó tất nhiên chỉ là sự tưởng tượng vô căn cứ. Say mê và am hiểu âm nhạc. Hai người chuyện trò bàn bạc về âm nhạc với nhau rất tâm đắc. Bá Nha gảy mấy bản đàn cho người bạn nghe. Tự Kỳ nghe đến đâu đều có lời bình luận đến đó, tỏ ra rất thông hiểu về âm nhạc. Bá Nha và Tự Kỳ đã kết thành đôi bạn thân. Một năm sau, Bá Nha theo lời hẹn đến chỗ của thăm Tự Kỳ. Ngờ đâu Tử Kỳ đã mắc bệnh qua đời. Bá Nha vô cùng thương tiếc, đến viếng mộ và gảy lên những bản đàn mà lúc còn sống Tử Kỳ thích nghe. Không ngờ lúc đó có một bác thuyền chày và một bác tiểu phu đi tới, nói một cách chế giễu: "Tiếng bận bông ở đâu thế nhỉ?" Bá Nha nghe thấy rất khổ tâm, bạn tri âm tri kỷ, thì từ nay chẳng còn ai có thể hiểu tiếng đàn của mình nữa. Mình tức lúc đặt cây đàn xuống đất và thề không bao giờ chơi đàn nữa. Theo sách đời sống có thể hiểu âm nhạc được không? Một bạn hỏi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Trong câu chuyện cô vừa kể có hai nhân vật là Du Bá Nha và Trung Tự Kỳ. Bạn nào cho cô biết trong hai người ai là người biết chơi đàn? Người biết chơi đàn đó là Du Bá Nha. Câu hỏi tiếp theo. Vì sao hai người kết thành đôi bạn thân? Hai người kết thành đôi bạn thân vì hai người đều am hiểu về âm nhạc. Một người thì chơi đàn rất giỏi,
còn một người thì rất biết cách thưởng thức âm nhạc. Thế bạn nào cho cô biết vì sao Du Bá Nha thì không bao giờ chơi đàn nữa? Du Bá Nha thì không bao giờ chơi đàn nữa vì ông nghĩ rằng bản thân của ông đã mất, ông không thấy còn ai hiểu được tiếng đàn của mình nữa. Qua câu chuyện Du Bá Nha Trung Tử Kỳ, câu chuyện muốn giáo dục cho các em một điều là phải biết trân trọng tình bạn. Có được tình bạn thật sự thì mới hiểu về nhau. Ngoài ra còn khuyên các em phải tích cực học tập và yêu thích môn âm nhạc để thưởng thức được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống âm nhạc của chúng ta. Và cô tin chắc rằng các em sẽ thực hiện điều đó một cách rất là tốt. Vậy là các em đã hoàn thành xong buổi học ngày hôm nay rồi. Cô rất là hoan nghênh tinh thần học tập tốt của các em. Để chuẩn bị cho tiết học sau, các em hãy tập viết khuôn nhạc, khóa son và các hình nốt nhạc. Và một điều nữa là hãy tập kể lại câu chuyện này cho ba mẹ mình nghe nha. Tiết học đã kết thúc rồi, hẹn gặp các em vào tiết học sau.